Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Trong số trước, mình đã cùng các bạn đập hộp để tìm hiểu sơ qua về sản phẩm mới nhất của nhà Medeli chống điện tử DD325. Thì trong tập lần này, mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm những điểm nổi bật trên bộ chống điện tử có giá trị 5 triệu rưỡi hiện đang được Minh Phụng phân phối độc quyền. Nào, tiến hành thôi, khám phá cấu trúc của chống nhé. Mặt trống gồm có 8 room bass đều trang bị cảm ứng lực nhấn. Medeli còn tặng kèm 2 pedal room và 2 hát. Bộ dù chống cao cấp, màn hình LED hiển thị rõ thông tin giúp dễ dàng theo dõi khi chơi. Nói liền là room bass indicator và sub menu với những chức năng như EQ, tone, reverb, 15 phím mềm tích hợp đầy đủ các tính năng cho người chơi như tăng giảm volume, tempo, chế độ chơi tay, start stop, sample. Tiếp theo là knob xoay giúp dễ dàng điều chỉnh tham số. Chống được trang bị 6 cổng kết nối, 2 cổng pedal kết nối kick và 2 hát pedal aux in để phát âm thanh vào chống, cổng phone giúp kết nối tai nghe và phát âm thanh ra loa, kết nối dữ liệu âm thanh với máy tính qua cổng USB Type-C cho tốc độ nhanh hơn 20 lần so với kết nối thông thường, và cuối cùng là cổng nguồn 12V. Bộ dữ liệu 80 bộ chống được cài sẵn, khả năng mở rộng 10 bộ cài đặt thêm. Thư viện chống khổng lồ lên đến 665 tiếng, 110 bản nhạc được cài sẵn, hỗ trợ ghi âm và phát lại, chức năng auto power off tự động tắt sau 30 phút không sử dụng. Với mình, về cơ bản bộ chống này là quá tuyệt vời vì chỉ rõ sẵn các chức năng hiển thị dễ dàng. Medeli muốn hướng tới những người chơi mới, không hẳn là dân chuyên, như kiểu giúp cho anh em nào mới học muốn có nhiều sự hỗ trợ nhất từ công nghệ để tập chơi dễ hơn ấy, thì bộ chống kiểu như này rất là ok. Xem xong các bạn hãy nhớ để lại comment và like, share, subscribe cho mình thấy được sự quan tâm của bạn đối với bộ chống điện tử DD325 này, thì mình sẽ làm clip chi tiết hơn một cách nhanh chóng nhất để gửi đến anh em. À, cần tư vấn các bạn hãy liên hệ qua hotline 0919 768606 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.